Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản tại thôn Thường Trúc, nhiệm vụ trung lương Lục Bụi Sơn, NPC Đàm Hương sẽ xuất hiện. Hoàn thành nhiệm vụ, hảo hữu sẽ nhận được tượng tiểu long dùng để đổi vũ khí tân thủ. Sau khi nhận nhiệm vụ, mở nhiệm vụ, click chuột vào nhiệm vụ và di chuyển đến khu vực được đánh dấu. Hạng mục boss trung lương Lục Bội Sơn để hoàn thành nhiệm vụ. Lưu ý, boss có 2 thanh máu nhé. Trở về và trả nhiệm vụ cho NPC Đàm Hương để nhận về 3 tượng tiểu long. Mở túi, click vào tượng tiểu long, click tiếp vào biểu tượng chấm hỏi và chọn mục thu thập. Lựa chọn vũ khí phù hợp với môn phái và chức trách hảo hữu muốn chơi và nhấn đổi. Đã thế là các hảo hữu đã sở hữu cho mình một vũ khí tân thủ rồi. Lên đường và khám phá 9D thôi. Lưu ý nhỏ, vũ khí tân thủ có thể nâng cấp bằng tượng ngọc long, tượng hắc long và tượng chân long. Hảo hữu có thể sở hữu các tượng này khi hoàn thành các nhiệm vụ đế long hành nhé.